Xin chào các bạn. Kazakhstan là một quốc gia không giáp biển xuyên lục địa Á Âu với diện tích chủ yếu ở Trung Á và một phần ở Đông Âu. Trong quá khứ, Kazakhstan là nơi sinh sống của các dân tộc du mục. Đến thế kỷ 19, các lãnh thổ này nằm dưới sự cai trị của đế quốc Nga và sau là Liên Xô. Kazakhstan trở thành nước Cộng hòa lớn thứ hai về diện tích trong Liên bang Xô Viết chỉ sau Nga. Năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ, Kazakhstan là nước cuối cùng tuyên bố độc lập ngày 16 tháng 12 và đến ngày 26 tháng 12, nền độc lập của Kazakhstan được công nhận. Vì vậy, về cơ bản, Liên Xô chính là Kazakhstan trong vòng 10 ngày cuối cùng. Sau khi Liên Xô sụp đổ, cũng giống nhiều nước Liên Xô cũ, đặc biệt là tại Trung Á. Về đối ngoại, Kazakhstan phụ thuộc vào Nga và được gọi là sân sau của Nga. Trong khi đối nội là sự nắm quyền lâu dài của các cựu lãnh đạo Liên Xô. Tại Kazakhstan, cựu tổng bí thư Kazakhstan The Sultan Nayyabayev lên làm tổng thống đầu tiên và duy trì quyền lãnh đạo của mình trong suốt gần 30 năm sau đó, đến tận năm 2019. Tuy nhiên, Kazakhstan lại là điển hình về một quốc gia thuộc đế quốc Nga xưa với liên xô cũ, ứng xử tương đối tốt với Nga, nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào Nga mà theo đường lối cân bằng. Kazakhstan tự thân là một quốc gia rộng lớn và giàu tài nguyên, với diện tích 2 triệu 700 nghìn km vuông bằng diện tích Tây Âu. Kazakhstan là quốc gia lớn thứ 9 trên thế giới. Dân số của đất nước là gần 19 triệu người và GDP năm 2021 là hơn 190 tỷ đô la. Tính chung trong khu vực Trung Á, Kazakhstan chiếm 67% diện tích lãnh thổ, hơn 60% tổng GDP các nước trong khu vực và hơn 25% dân số. Vì vậy, nó giữ vai trò chủ chốt trong an ninh địa chính trị của khu vực. Không những vậy, Kazakhstan là quốc gia Soviet cũ duy nhất có đường biên giới gần 7.000 km với Nga, giáp trực tiếp hai vùng Trung, Nam Nga, trong khi cũng có hơn 1.500 km biên giới với Trung Quốc tại Tân Cương. Đây đều là các khu vực trọng yếu của cả Nga và Trung Quốc. Vì vậy, Kazakhstan nằm ở vị trí an ninh đặc biệt với hai cường quốc này. Đổi lại, Kazakhstan cũng duy trì chính sách thân thiện với cả Nga và Trung Quốc. Kazakhstan là thành viên của tổ chức liên kết chặt chẽ nhất với Nga và Trung Quốc. Về kinh tế, là tổ chức hợp tác Thượng Hải với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Cả Nga và Trung Quốc đều là hai quốc gia hiện diện kinh tế lớn nhất tại Kazakhstan. Nhưng xu hướng đang là Trung Quốc đầu tư ngày càng vượt sang Nga. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm 2022 mới đây, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã nói rằng Trung Quốc là đối tác kinh tế, thương mại, nước ngoài chính của Kazakhstan trong 15 năm qua. Trung Quốc đã đầu tư hơn 22 tỷ đô la Đồng thời, Kazakhstan đóng vai trò là tuyến đường trung chuyển quan trọng từ Trung Quốc sang Nga nói riêng và châu Âu nói chung. Vì vậy, Trung Quốc cũng xác định Kazakhstan là trung tâm trên tuyến đường tơ lụa thời hiện đại, là trọng tâm của sáng kiến, vành đai con đường. Trong khi đó về chính trị, an ninh, Kazakhstan vẫn duy trì liên kết chặt với Nga thông qua cộng đồng các quốc gia độc lập, hội nhóm các quốc gia liên xô cũ và tổ chức hiệp ước an ninh tập thể, một liên minh quân sự với Nga đứng đầu Tuy nhiên, không chỉ có Nga và Trung Quốc, Mỹ cũng rất quan tâm đến Kazakhstan bởi yếu tố địa chính trị quan trọng của nó không chỉ có ảnh hưởng tại Trung Á mà còn tác động tới khu vực Trung Đông, Nam Á trên khía cạnh chống khủng bố. Đồng thời, Kazakhstan là một đất nước cực kỳ giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và uranium. Những gã khổng lồ năng lượng của Mỹ như Chevron và ExxonMobil đã tiến hành đầu tư vào quốc gia Trung Á này bất chấp sự cạnh tranh gay gắt cần dùng các yếu tố kể trên, Kazakhstan đã phát triển ổn định trong suốt 3 thập kỷ qua và là một trong những quốc gia Liên Xô cũ phát triển nhất với GDP bình quân đầu người hơn 9.000 đô la. Trong khi chính trị nội bộ ổn định với sự nắm quyền của cựu tổng thống Nursultan Nazarbayev và tổng thống đương nhiệm Kassym-Jomart Tokayev, bất chấp phương Tây cáo buộc đây là độc tài, hai vị lãnh đạo này đều có tầm ảnh hưởng lớn tới người dân, đặc biệt là tinh hoa ở Kazakhstan. Thế nhưng Kazakhstan vẫn phải đối mặt với bất ổn, kích động. Tiêu biểu nhất là cuộc bạo loạn hồi tháng 1 năm nay. Nguyên nhân trực tiếp của cuộc bạo loạn này là tác động tiêu cực của dịch COVID-19 với đời sống kinh tế xã hội tại Kazakhstan. Nhưng nhiều cáo buộc đã cho thấy sự tiếp tay, kích động của Mỹ và phương Tây. Nhưng cuộc bạo loạn này đã nhanh chóng bị dập tắt bởi nội bộ Kazakhstan vẫn đoàn kết, cùng sự giúp sức từ Moscow và Bắc Kinh. Trong đó, hơn 2.000 quân nhân Nga thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể đã được triển khai trực tiếp đến để hỗ trợ lực lượng an ninh Kazakhstan. Tuy nhiên sau sự vụ này, Kazakhstan dù vẫn khẳng định quan hệ đồng minh với Nga nhưng vẫn thể hiện thái độ trung lập khi chiến sự tại Ukraine nổ ra chỉ một tháng sau đó. Trong cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết của Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga chấm dứt xung đột Ukraine, Kazakhstan đã bỏ phiếu trắng thay vì phiếu chống như những đồng minh thân cận của Nga. Còn với Ukraine, Kazakhstan có thực hiện một số chuyến bay viện trợ dân sự cho người dân Ukraine. Trong khi tại diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg hồi tháng 6, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã phát biểu rất đáng chú ý về vấn đề công nhận hai nước Cộng hòa Donetsk và Luhansk rằng hai nguyên tắc của hiến trương Liên Hợp Quốc là toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết. Những nguyên tắc có nhiều cách hiểu và có thể trái ngược nhau. Nếu được trao quyền tự quyết thì sẽ có hơn 500 quốc gia trên trái đất Kazakhstan chưa công nhận Đài Loan, Kosovo, Nam Ossetia hay Abkhazia. Vì vậy, Luhansk và Donetsk cũng tương tự. Tại sao tổng thống Kazakhstan lại phát biểu như vậy? Nó có đồng nghĩa với việc Kazakhstan không công nhận Donetsk và Luhansk hay không? Trên thực tế, mối lo của Kazakhstan không phải Donetsk và Luhansk, mà bởi tình hình Kazakhstan rất dễ rơi vào tình trạng tương tự nếu không khôn khéo. Bởi dân số chủ yếu của Kazakhstan là người Kazakh, 70% những người Nga cũng chiếm 20% dân số đất nước, chủ yếu sống tại khu vực Bắc Kazakhstan, giáp Nga. Các yếu tố lịch sử, văn hóa của Kazakhstan cũng gắn chặt với Nga trong suốt 200 năm trở lại đây. Nga cũng có các cơ sở quân sự tối quan trọng tại Kazakhstan trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và tên lửa đạn đạo. Vì vậy, Kazakhstan rất e rè trong các vấn đề về ly khai. Trong khi về phía Mỹ, những cá buộc nhúng tay vào bạo loạn tại Kazakhstan hồi đầu tháng 1 khi chiến sự Ukraine nổ ra trong những tháng gần đây, các quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có trợ lý ngoại trưởng Donald Lu, đã tới Kazakhstan hy vọng lôi kéo nước này. Cuối tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đến thăm Kazakhstan trong một động thái tương tự. Thổ Nhĩ Kỳ, một cường quốc có ảnh hưởng và có liên hệ về mặt sắc tộc với các dân tộc du mục châu Á, cũng đang đẩy mạnh hợp tác với Kazakhstan. Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã tới thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hai bên đã đạt nhiều thỏa thuận, trong đó có việc hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái vũ trang. Vì vậy, về cơ bản, Kazakhstan đang cố gắng đa dạng hóa hợp tác với đối tác, nhưng vẫn đảm bảo các quyền lợi, nga đủ nhiều để không gây căng thẳng. Tất cả dựa trên những lợi ích quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về đất nước Kazakhstan? Hãy cho chúng tôi được biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Nếu cảm thấy thông tin ngày hôm nay thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại